Chào anh em. Mới này. Ghế điện hàng 2 cho lắc cái la này. Đấy, xịn luôn này, ngá lưng này. Đấy, cụp lưng này. Úi xời, quầy thế. Tiến lên này. Lùi xuống này. Đấy, ngá lưng này. Con này ngã ra như thế này nhá. Nhìn này. Quay gần đây em. Massage. Massage 8 quả bóng hơi ở trên này. Đấm phê lòi. Đấy. Cần gì phải ra tiệm massage mấy em đấm làm gì cho giựt người. Đấy, phải đấm bằng cái này thôi. Về vợ nó mới chiều. Anh em quan tâm liên hệ cái điện Vepro nhá.